Thưa quý vị, bước vào những ngày tháng 6, các hoạt động hè vui tươi lành mạnh được tổ chức đồng loạt từ cấp thành phố đến các địa bàn khu dân cư nhằm tạo ra sân chơi bổ ích cho trẻ em. Với chương trình mang tên Đổi rác thải tài nguyên, nhận dụng cụ học tập, Ban công tác mặt trận khu dân cư số 13 phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê đã mang đến một trải nghiệm hè bổ ích cho các em nhỏ tại địa phương. Đúng như tên gọi của chương trình Đổi rác thải tài nguyên, nhận dụng cụ học tập, sau khi gom các chai, lọ nhựa, vỏ lon đã qua sử dụng đến tập kết tại điểm thu nhận của Ban công tác mặt trận khu dân cư số 13 phường Thanh Khê Tây, các em nhỏ sẽ được nhận các phần quà là sách, vở, bút và nhiều dụng cụ học tập cần thiết khác. Với chương trình này, Ban công tác mặt trận không chỉ tạo ra sân chơi hè ý nghĩa cho các em nhỏ mà còn góp phần nâng cao nhận thức của các em về vấn đề bảo vệ môi trường. Các lon bia sẽ được gom lại và được đổi để lấy đồ dùng học tập. Thì em thấy hôm nay rất là ý nghĩa. Riêng năm này là chúng tôi thực hiện một số mô hình để các em tạo cho các em một cái thói quen để phân loại rác thải từ nhỏ, thì tập cho các em là thấy những cái tờ nguyên, và chúng tôi đã, năm này chúng tôi bỏ vào 4 cái tủ rác an sinh để tạo cho cái quỹ khuyến học cho các cháu. Việc phân loại rác thải tại nguồn đã được Ban công tác mặt trận khu dân cư số 13 triển khai hơn 5 năm qua. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên chương trình tập trung tuyên truyền vào nhóm đối tượng là các em học sinh tại khu vực dân cư, qua đó từng bước thay đổi nhận thức và thói quen của các bạn nhỏ về sử dụng tài nguyên rác. Tôi rất là mong muốn các cháu thiếu nhi, thứ nhất là để cho nó có một cái thói quen, để cho nó có một cái nhận thức được cái tác hại của môi trường do rác thải nhựa gây ra. Thì hôm nay chúng tôi đã thường xuyên sắp đến, và hơn nữa là năm tới thì chúng tôi sẽ ra nhiều cái mô hình để cho các cháu nó thực hiện, để cho nó tạo ra một cái thói quen lâu dài. Với mô hình tủ rác an sinh, thời gian qua, Ban công tác mặt trận khu dân cư số 13 phường Thanh Khê Tây cũng đã thu được số tiền 10 triệu đồng mỗi năm từ việc bán chai lọ nhựa, vỏ lon đã qua sử dụng. Số tiền này được trang trải cho các hoạt động khuyến học tại địa phương, hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, động viên các em nỗ lực vượt khó, vươn lên trong học tập và cuộc sống.